thiện nguyện
nguyện của cộng đồng người Việt Nam tại Kibro. Em xin đến mời một chị này diễn ra nhận món quà của cộng đồng nhé. Xin mời chị Hương Tinh ạ. Vâng, thay mặt cho hội thiện nguyện của người Việt Nam tại đảo Sí, câu lạc bộ của nhà hát Trái Tim Tình Bạn đã đến tham dự cuộc hội ra mắt này hôm nay ạ. Xin trân trọng và cảm ơn rất nhiều ạ. Và tiếp theo em xin mời câu lạc bộ Tiếng Hát đến buổi ra mắt của thiện nguyện. Không có gì ngoài bó hoa chúc ban thiện nguyện nhà hội thiện nguyện của chúng ta tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết thành công rực rỡ. Mong mọi người cử người đến đại diện nhà hoa. Mời các bạn đồng hương Minh.
làm tròn trách nhiệm em. Em Tiến. Mến chào toàn thể các anh chị em đang có mặt trong buổi lễ ra mắt thành lập hội thiện nguyện người Việt Nam tại SIP, cùng toàn thể các chị em đang trên đường bay của hội thiện nguyện, được sự nhận lời mời của chị Ánh Quỳnh, hội trưởng hội thiện nguyện, hội đồng hương, nên chúng em đã cử em là Ngọc Lan cùng với Thị Quý, em Hương Nhi và Trần Thị Thanh Tiến đến chúc mừng hội thiện nguyện. Lời đầu tiên của chúng em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất tới hội. Và chúng em cũng cảm thấy là hội thiện nguyện, thành lập một hội thiện nguyện là rất có ích và là một tấm lòng nhân ái, rất có rất là có ý nghĩa cho tất cả các chị em ngoài họ, trong nước và ngoài nước, khi có những hoàn cảnh nhớ nghe và có những có những người khi gặp hoạn nạn ở nước Xíp này. Vậy chúng em mong rằng là hội thiện nguyện sẽ cố gắng làm hết những tâm huyết của mình để giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn đó. Hôm nay chúng em thay mặt hội Bắc Kinh tới đây cũng có một chút quà của hội Bắc Kinh, đó là một bó hoa và một phong bì năm mới trích từ quỹ hội của hội để gửi tới chúc mừng hội. Vậy hội xin mời hội cử người ra nhận món quà. Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay rất vui được bên hội đồng hương Bắc Linh đến tham dự hội ban thiện nguyện chúng tôi, rất vui mừng và đã trao tặng quà cho hội. Chúng tôi không lấy gì nói lời cảm ơn sâu sắc đến hội đồng hương Bắc Linh. Xin cảm ơn rất nhiều. Thành công rực rỡ. Nhận được lời mời của hội trưởng Lãng Quỳnh, hội cộng đồng
đồng người lao động Việt Nam tại đảo Sip đã cử ba chị em chúng tôi tới dự buổi để ra mặt ngày hôm nay. Việc làm thiện nguyện là một việc làm tốt, nó thể hiện được đoàn kết, lá lành lành đùm lá rách. Không những thế, chúng ta là những người con xa quê hương, nó thể hiện được tinh thần đoàn kết dân tộc. Chúng ta hãy cố gắng cùng nhau giúp đỡ những trường hợp khó khăn nơi đất khách quê người. Mặc dù chúng ta là những người con lao động, xem đấy, xem mà xem cho nghe. Đỡ một cái gì đứng ở cạnh mẹ nó đứng ở thiện nguyện chỉ mang tính chất chia sẻ đấy, nó đúng rồi đấy. Đến với buổi ra mắt ngày hôm nay, hội cộng đồng người lao động Việt Nam tại đảo Sip xin gửi tới hội thiện nguyện kết nối chậm sau là nó được kết nối chậm thế này một bó hoa tươi và một phong bì lăng mi nghe trích từ quỹ hội giá phải đăng mang mọi người gì từ quỹ hội giá. Để động viên anh chị em hội thiện nguyện hãy cố gắng cùng nhau đoàn kết để hội đi vào hoạt động có hiệu quả. Kính mời hội trưởng, hội phó lên nhận ạ. Xin mời hội trưởng lên nhận ạ.